Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau. Thành phố Thái Bình huy động xã hội hóa nguồn lực trang trí đường phố sáng, xanh, sạch đẹp, chuẩn bị phục vụ các sự kiện dịp lễ cuối năm và Tết Nguyên đán. Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại nhà máy sản xuất amon nitrat ở xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy. Ngư dân huyện Tiền Hải đang vào mùa khai thác tép biển. Tép năm nay được mùa hơn những năm trước nên nhiều tàu thuyền trúng đậm lộc biển. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6 hôm nay tại nhà Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự phiên họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Phát biểu điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu Quốc hội thẳng thắn, trách nhiệm nêu ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật, đánh giá chất lượng dự án luật và bày tỏ chính kiến của mình, tập trung cho ý kiến vào các vấn đề trọng tâm trong báo cáo, đặc biệt là các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, các nội dung dự thảo luật đang thiết kế theo hai phương án. Phát biểu thảo luận về quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 7 điều 45 của dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị lựa chọn phương án 3 là cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa quá hạn mức theo quy định tại khoản 1 điều 177 của luật này thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa theo quy định. Đại biểu cho rằng phương án này sẽ dung hòa được cả hai yếu tố, vừa đảm bảo kiểm soát để tránh việc lợi dụng chính sách đầu cơ đất nông nghiệp, vừa khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, tạo cơ sở cho việc sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo chủ trương tại nghị quyết 18 Ban chấp hành Trung ương. Về quy định tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu đề nghị bỏ điều kiện có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận và đề nghị sở thành phải có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về đầu tư, quy định rõ thủ tục này được thực hiện đồng thời với thủ tục phê duyệt chủ trương dự án đầu tư. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý vào điểm C khoản 1, điều 28 dự thảo luật đất đai sửa đổi. Quy định về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thuê đất của nhà nước để thực hiện dự án đầu tư và nhà nước phải thu hồi đất để cho thuê. Nhưng một số dự án có mục tiêu hoạt động không thuộc diện thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội như quy định tại điều 62 luật đất đai hiện hành và điều 79 dự thảo luật. Do vậy, chính quyền địa phương không có cơ sở thu hồi đất để giao cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuê. Đồng thời, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng không được trực tiếp thỏa thuận bồi thường với người dân để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, dẫn đến dự án bị bế tắc cũng như tạo sự không thống nhất trong chính sách và thực thi pháp luật. Vì vậy, đề nghị chọn phương án 2 là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền chuyển nhượng, quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc trong phạm vi dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Ngoài ra, cần sửa đổi phạm vi dự án không chỉ của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ mà cả của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư. Tại khoản 2 điều 24 của dự thảo luật, đại biểu không chọn phương án nào mà đề xuất phương án loại trừ quyền bán quyền thế chấp tài sản gắn liền với đất thuê và quyền thuê trong hợp đồng thuê, nhưng được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất trên đất thuê là tài sản do đơn vị sự nghiệp công lập tạo lập và được quyền cho thuê. Quyền thuê trong trường hợp dự án có sử dụng đất, góp phần và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình về công tác trang trí hệ thống đèn LED tại một số tuyến phố chính, khu vực trung tâm, cửa ngõ, trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Sự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, các sở ban ngành và sự hỗ trợ đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp. Kinh tế xã hội diện mạo đô thị thành phố Thái Bình có nhiều thay đổi. Tại một số khu vực đã được một số doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cá nhân hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí kết hợp quảng bá thương hiệu.
Để tiếp tục huy động xã hội hóa nguồn lực trang trí đường phố thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố kêu gọi đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đầu tư, lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí gắn với quảng bá hình ảnh thương hiệu của các đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố Thái Bình xanh, sạch, đẹp, thực sự là thành phố đáng sống. Thời gian qua, tỉnh và thành phố đã quan tâm ưu tiên nguồn lực để đầu tư chỉnh trang, mở rộng không gian, cảnh quan đô thị, để thành phố mỗi ngày khang trang hơn, to đẹp hơn. Đây cũng là thực hiện nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Việc thành phố Thái Bình triển khai thực hiện trang trí hệ thống đèn LED tại một số tuyến phố chính, khu vực trung tâm, cửa ngõ, trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình trong thời điểm này là rất quan trọng, bởi sẽ có nhiều sự kiện lớn của tỉnh được tổ chức từ nay đến cuối năm, do vậy rất cần sự chung tay hỗ trợ đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi đề nghị là chúng ta, các doanh nghiệp này, là các đồng chí hưởng ứng cái chủ trương này của thành phố và cũng là cái mong muốn của tỉnh để chúng ta tích cực làm. Và cái chủ trương này, làm cái việc này thì tôi nghĩ rằng chúng ta càng sớm thì càng tốt, bởi vì chúng ta hướng tới ba sự kiện, trước hết là năm nay là hai sự kiện, một là sự kiện Home Coming Day. Là hội sự kiện này thì nó kết hợp rất nhiều với những cái sự kiện lớn, mà tôi nói là cái tầm vóc của cái Home Coming Day mà được tổ chức vào mùng 2 tháng 12 này ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình chúng ta, thì một cái chương trình mà có lẽ là lớn từ trước nay chưa, Thái Bình chưa có. Cái dịp này chúng ta thắp sáng lên, ta chỉnh trang lại đô thị, thì hình ảnh của chúng ta đấy, với đối tác, với bạn bè nó khác. Một cái thành phố thôi chúng ta chưa giàu, nó chưa phải là hiện đại, nhưng mà ta sáng đã. Hướng tới cái sự kiện đó thì tôi cũng để mong muốn đấy, là các doanh nghiệp chúng ta ủng hộ và chúng ta bắt tay vào làm sớm cho, đặc biệt là trên các tuyến phố chính. Rồi là sau đó là đến Tết Nguyên Đán thôi, rồi đến kỷ niệm 70 năm thành phố. Đấy cũng là nhiệm vụ của thành phố với tỉnh. Đấy, thì các đồng chí sẽ triển khai cái việc đó sớm. Đồng chí cũng đề nghị thành phố nghiên cứu phát động kế hoạch trang trí, chỉnh trang đô thị để trên cơ sở đó giao nhiệm vụ gắn trách nhiệm đến các xã phường, tổ dân phố và từng người dân trong việc chung tay xây dựng thành phố Thái Bình, văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại nhà máy sản xuất amon nitrat ở xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo tình huống diễn tập giả định, tại bồn chứa amoniac 5.000 mét khối đã xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất. Amoniac thoát ra môi trường lượng lớn tạo ra vùng nhiễm độc nguy hiểm. Hơi amoniac có nguy cơ phát tán mạnh, lan sang khu vực xung quanh và các khu vực lân cận. Nguy cơ ảnh hưởng trên diện tích rộng theo hướng gió nếu không được ngăn chặn kịp thời. Trên cơ sở giả định tình huống có thật, cuộc diễn tập diễn ra theo 4 giai đoạn, gồm phát sinh sự cố và thông báo, nhà máy triển khai lực lượng ứng phó tại chỗ, huy động các lực lượng bên ngoài tham gia cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất. Sự cố được khống chế và phục hồi trạng thái ban đầu. Sau hơn 20 phút phun nước dập khí, lực lượng dập khí của công ty hóa chất mỏ Thái Bình cùng với lực lượng chi viện của tỉnh đã khống chế, thu hẹp và cơ bản ngăn chặn sự cố rò rỉ hóa chất ra môi trường. Đối với lực lượng ứng phó sự cố của nhà máy thì rút ra được một số các cái kinh nghiệm nữa là trong công tác ứng phó sự cố thì cái sự phản ứng nhanh, kịp thời của các lực lượng là rất cần thiết để có thể ứng phó sự cố, xử lý sự cố ngay từ những phút ban đầu. Cuộc diễn tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất là hết sức quan trọng đối với cán bộ công nhân viên nhà máy. Cái việc diễn tập hôm nay là một thực tế giúp cho nhận thức của cán bộ công nhân viên ngày càng cao trong việc phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất. Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh nhấn mạnh, ngành công nghiệp hóa chất có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp khác và với cả nền kinh tế. Những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu các biện pháp và tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất, bảo vệ môi trường, chú trọng công tác phòng ngừa sự cố hóa chất, an toàn phòng chống cháy nổ. Chính vì thế, cuộc diễn tập này là dịp để Ban Chỉ đạo tỉnh và Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình tăng cường hơn nữa công tác an toàn trong hoạt động hóa chất trên địa bàn.
Tiếp tục với những thông tin kinh tế, cùng với việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, huyện Đương Hà thực hiện tốt các cơ chế chính sách nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế địa phương. Hiện nay, huyện Hưng Hà có 7 nhà đầu tư đăng ký vào sản xuất tại các cụm công nghiệp Hưng Nhân, Đức Hiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp FDI với tổng mức đầu tư 24 triệu đô la Mỹ, 4 dự án đang triển khai đầu tư mở rộng công suất nhà máy và 3 dự án đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng. Huyện cũng mời gọi liên doanh công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji và công ty cổ phần khoáng nóng Thanh Thủy nghiên cứu đầu tư 3 dự án. Nhà đầu tư đã xin chủ trương đầu tư đối với dự án khu tổ hợp dịch vụ thương mại tổng hợp và nghỉ dưỡng khoáng nóng Winham Duyên Hải với quy mô gần 49 ha đang được huyện và xã Duyên Hải triển khai thực hiện nhằm khai thác tiềm năng lợi thế nguồn khoáng nóng sẵn có tại địa phương. Thời gian qua, tỉnh Thái Bình có những giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển các khu cụm công nghiệp, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi diện mạo ở nhiều địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 49 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích trên 2.700 ha. Việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp thời gian qua tăng nhanh cả về số lượng dự án, quy mô dự án. Đến thời điểm này, có 456 dự án đã đầu tư trong các cụm công nghiệp trên địa bàn với tổng vốn đăng ký là hơn 33.400 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2020. Hiện đã có 336 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất. Ước tính cả năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đạt khoảng 29.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 255 triệu đô la Mỹ. Các cụm công nghiệp sử dụng trên 56.500 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị, những ngày này ngư dân huyện Tiền Hải đang vào mùa khai thác tép biển. Tép năm nay được mùa hơn những năm trước nên nhiều tàu thuyền trúng đậm lộc biển. Cứ ra khơi là có tiền triệu nên ngư dân rất phấn khởi. Tại khu vực cảng Cửa Lân thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, đầu cũng thấy không khí nhộn nhịp. Người trên bến, người dưới thuyền chuyển những thùng tép tươi rói lên bờ cho thương lái thu mua. Nhiều thương lái còn thuê cả tàu ra tận ngư trường đánh bắt của ngư dân để thu mua. Tép được mùa, tép đẹp, chúng tôi xuất khẩu tốt. Ngày tôi mua bình quân 15 tấn, tôi làm kim chi xuất Hàn Quốc. Này, nếu mà chi phí thương lái có bao nhiêu? Chúng tôi là tầm cỡ khoảng 10-15 triệu. Theo kinh nghiệm của ngư dân khu vực cảng Cửa Lân, đánh tép biển không cần phải đi xa, cũng không mất quá nhiều công sức, dễ đánh bắt hơn so với các loại tôm cá hải sản khác. Tép biển có quanh năm, nhưng nhiều nhất là từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Thời điểm này, người dân ở đây chỉ chuyên đánh bắt và chế biến tép. Anh em kéo một vát đầu tiên thì nếu mà thuyền nào mà được mà rời thương thì được một vài tấn, một hai tấn tép. Còn thuyền nào không được thì cũng được 5-7 tạ. Đấy, nói chung là bà con năm nay thì cũng được mùa tép, làm ăn thì tốt, trừ chi phí đi rồi, trừ dầu mỡ đi rồi, bà con cũng cứ mỗi người kiếm vài triệu vậy. Vâng, nói chung là bà con làm nghề biển là năm nay là cái nghề tép năm nay là bội thu. Một ngày đánh bắt của ngư dân có hai khoảng thời gian, bắt đầu từ 17 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm sau, hoặc từ 4 giờ đến 13 giờ trong ngày. Cứ như vậy, mỗi ngày càng Cửa Lân sẽ có hai lần tàu thuyền cập bến. Cái mùa tép năm nay thì cái sản lượng tép tương đối lớn và cái phương tiện mà tham gia khai thác của địa phương thì khoảng 30 phương tiện và các cái phương tiện ở tỉnh ngoài rồi các xã bạn vào để lưu đậu tại cảng cá Nam Thịnh khoảng 40 phương tiện và cái sản lượng bình quân một ngày thì khoảng 4 đến 50 tấn và trên cái cơ sở cái sản lượng của tép khai thác được thì các cái cơ sở chế biến đã phát triển mạnh ở khu cảng cá Nam Thịnh. Và hiện tại thì đã có 7 cơ sở để chế biến và xuất khẩu đi Hàn Quốc, Trung Quốc. Khai thác và chế biến tép biển không chỉ mang lại thu nhập cao cho ngư dân mà còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở các xã ven biển như Nam Cường, Đông Minh. Ngoài bán tép tươi, người dân còn làm mắm tép hoặc phơi khô để tiêu thụ, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Khai hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xuân Lai, xã An Nấp, điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở huyện Quỳnh Phụ. Vào dịp cuối năm, vấn nạn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, việc đấu tranh ngăn chặn đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội.
chiều nay đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3. Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3 được tổ chức trang trọng ý nghĩa vào tối ngày 26 tháng 10 năm 2023, đúng vào ngày kỷ niệm Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, trên các nền tảng Báo Thái Bình điện tử, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, sổ tay Đảng viên điện tử Thái Bình và các đài truyền thanh truyền hình từ tỉnh đến cơ sở, thu hút gần 100.000 lượt người theo dõi trên các phương tiện và hạ tầng mạng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của các cấp ban ngành đoàn thể và nhân dân với sự chỉ đạo sâu sát, bài bản, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm thành công tốt đẹp được Trung ương, Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ 3, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Liên quan đến kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Trần, chiều nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2024. Năm 2024 là năm thứ hai lễ hội Đền Trần được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Thời gian tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Trong lễ hội còn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 790 năm ngày Đức Thái Tổ Trần Thừa Băng Hà. Trong phần lễ và phần hội, ngoài các hoạt động truyền thống, năm 2024 sẽ tổ chức thêm một số hoạt động khác như liên hoan hát văn, thi viết thư pháp, thi tem trầu cánh phượng, thi vật cầu, cờ tướng, chiếu chèo. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung diễn ra trong lễ hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ngành để hoàn thiện kế hoạch tổ chức lễ hội, đảm bảo trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao, xứng tầm với vai trò vị thế của nhà Trần trong lịch sử dân tộc, chú trọng tính liên tục của các hoạt động, huy động sự vào cuộc của các huyện, thành phố trong triển khai các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá các hoạt động lễ hội trên các kênh thông tin với những điểm nhấn cụ thể, tạo sự kết nối các khu di tích trên địa bàn huyện nhằm thu hút nhân dân và du khách thập phương tới tham dự. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ, suốt 20 năm qua, thời điểm này người dân thôn Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ lại tất bật công việc chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Năm nay, người dân trong thôn rất phấn khởi khi được huyện và xã chọn làm tổ chức điểm. Những ngày này, ông Việt, bí thư chi bộ thôn Xuân Lai cùng với bà con nơi đây bố trí công việc để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi người một công một việc, chuẩn bị sao cho chú đáo nhất. Năm nay, ai cũng phấn khởi vì được mùa, cuộc sống ấm no và nhất là địa phương chuẩn bị được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng thêm ý nghĩa. Quan trọng nhất là nhân cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chúng tôi, thì chúng tôi dấy một cái phong trào phát động nhân dân để lấy cái ngày này là cái ngày phát huy cái sức mạnh của địa phương, thế và tạo ra cái nguồn lực xã hội hóa để chúng tôi về đích nông thôn mới nâng cao. Thế và nhân cái ngày này chúng tôi cũng biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu để lấy cái khí thế động viên bà con để tạo ra một cái động lực mới cho nhân dân ở địa phương chúng tôi. Xuân Lai là một trong những thôn đi đầu trong các phong trào của địa phương. Thôn có hơn 1.500 khẩu với trên 400 hộ. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nhưng người dân cần cù, chịu khó, năng động sáng tạo nên cuộc sống ấm no khá giả. Thôn cũng là điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới khi kêu gọi hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình. Có được kết quả đó là do người dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp để mọi người dân trong thôn thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm làng. Xã An Ấp chúng tôi là có 5 thôn, mà hiện nay là chúng tôi đang làm điểm thôn đầu tiên là thôn Xuân Lai. Các thôn khác thì chúng tôi đã cho triển khai và cũng đã các đơn vị cũng đã đang tập luyện các cái tiết mục văn hóa văn nghệ cũng như là các duyệt các bài báo cáo về các công việc an toàn vệ sinh khu hội trường cũng như là trong dân khu dân cư đẹp đẽ để đón ngày đại đoàn kết của dân tộc. Tất cả các khu dân cư trong toàn huyện tổ chức từ nay mà đến 18 tháng 11
và đặc biệt là các thôn làng thì tập trung vào cái phát động cái thi đua và đánh giá cái một năm cái thực hiện cuộc vận động, tập trung vào cái các cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, thế và phát động sang năm 2024 là đẩy cao các cái tiêu chí để nhân dân đoàn kết để tham gia các cái phong trào cũng như là xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở thôn Xuân Lai đã cơ bản hoàn tất. Đây là dịp để người dân trong thôn thắt chặt thêm tình đoàn kết, góp phần thúc đẩy các cái phong trào ở địa phương để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chuyển sang thông tin về sức khỏe cộng đồng. Sáng nay, Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học dinh dưỡng người cao tuổi khu vực Đông Nam Á, chủ đề dinh dưỡng với sức khỏe người cao tuổi. Tới dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng cả trong và ngoài nước, phổ biến cập nhật thông tin liên quan đến kinh nghiệm giải quyết vấn đề dinh dưỡng người cao tuổi ở một số quốc gia, thực trạng dinh dưỡng người cao tuổi và giải pháp từ chiến lược quốc gia về dinh dưỡng ở Việt Nam, một số nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng như dinh dưỡng ở người tai biến mạch máu não, tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp. Liên quan đến tình trạng cấp nước không ổn định, chất lượng nước không đảm bảo, cúp nước cục bộ tại một số địa phương thời gian qua, chiều nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai các nội dung kế hoạch số 142 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khắc phục giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong vấn đề nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 75 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang hoạt động. Thời gian qua ở một số địa phương còn xảy ra tình trạng cấp nước không ổn định, mất nước cục bộ, thiếu nước, áp lực nước yếu kéo dài, chất lượng nước không đảm bảo. Trong đó tập trung chủ yếu ở các nhà máy cấp nước của Công ty Cổ phần Biteco Nam Long. Để khắc phục giải quyết dứt điểm những tồn tại, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp nước ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30 tháng 11. Xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước hoàn thành trước ngày 30 tháng 12. Nghiên cứu vị trí, tính toán quy mô diện tích đất để đầu tư nâng cấp công suất, đầu tư xây dựng khắc phục tình trạng nguồn nước bị ảnh hưởng xâm nhập mặn. Đối với Công ty Cổ phần Biteco Nam Long, cần lập phương án chi tiết và tổ chức thực hiện phương án cải tạo đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước, khắc phục tồn tại trong cấp nước tại một số khu vực. Trường hợp các đơn vị không thực hiện việc khắc phục cấp nước theo đúng tiến độ tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối năm, vấn nạn hàng lậu, hàng giả, hàng nhái lại nóng trở lại. Đây là nỗi lo không chỉ của người tiêu dùng mà còn của các cơ quan chức năng và của chính các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Do đó, việc đấu tranh ngăn chặn vấn nạn này vẫn còn là một cuộc chiến cam go, kéo dài, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội. Bà Hải thường xuyên đi mua sắm cho gia đình. Dù đã cập nhật các kiến thức để nhận biết hàng chuẩn, chất lượng, song đứng trước hàng nghìn sản phẩm, bà vẫn chủ yếu dựa vào cảm tính, tin tưởng vào cửa hàng quen là chính. Trước đây là tôi phải check cái mã vạch, xem là cái xuất xứ sản xuất đấy từ đâu. Sản phẩm mới thì tôi tin vào nhà hàng thôi. Mà từ trước đến giờ thì tôi mua ở đây thì tôi thấy an toàn. Trên thực tế, có không ít người dù biết là hàng giả, hàng lậu nhưng vẫn bất chấp sản xuất, vận chuyển, buôn bán vì lợi nhuận lớn. Do đó, vấn nạn hàng giả, hàng nhái cũng khiến nhiều tổ chức cá nhân kinh doanh chân chính cảm thấy bất bình. Chúng tôi phải đăng ký các hợp đồng kinh tế với những cái công ty, các nhà phân phối có đủ điều kiện, chức năng, năng lực theo quy định của pháp luật. Và chúng tôi cũng luôn luôn kiểm soát chặt chẽ những nguồn hàng xuất nhập vào cửa hàng. 9 tháng qua, các lực lượng chức năng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện bắt giữ hơn 2.000 vụ vi phạm, trong đó đã xử lý hình sự hơn 400 vụ với 500 đối tượng. Dự báo tình hình những tháng cuối năm sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp hơn. Với lực lượng cảnh sát kinh tế, chúng tôi phải nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho các cấp lãnh đạo lên kế hoạch kiểm tra, xử lý, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng biện pháp nghiệp vụ để đánh trúng, đánh đúng các đối tượng cầm đầu, xử lý theo quy định của pháp luật. Hàng giả, hàng nhái luôn là vấn đề nóng vào mỗi dịp cuối năm khi mà lưu lượng hàng hóa tăng cao trên thị trường. Và do đó thì bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc kiểm soát thị trường, thì mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.